Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ An Lạc, tọa lạc số 15/2 Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Giáo xứ An Lạc thành lập năm 1957, thuộc Giáo hạt Chí Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Chúa Kitô vua. Dựa theo bài viết của Nguyễn Xuân Đại và Phạm Quang Hoàng, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của giáo xứ An Lạc cho các bạn biết nhé. Năm 1954, cha Gioan Bautista Trần Ngũ Nhạc dẫn dắt một số đồng bào Công giáo di cư từ miền Bắc vào Nam, tạm cư tại khu đất thuộc xã Phú Thọ, ngày đó gọi là trại Phú Thọ Liều, nay là Bệnh viện Trưng Vương và Trường Đại học Bách Khoa. Năm 1956, trại Phú Thọ Liều có lệnh phải giải tỏa để đồng bào đi lập nghiệp ở vùng nông thôn. Giáo dân đã đề nghị với cha Gioan Bautista đi tìm khu đất gần thành phố để tự túc mưu sinh. Cha Gioan Bautista đã đến vùng ven đô thuộc xã Tân Sơn Hòa tìm mua khu đất của ông bà Nguyễn Văn Thêm. Khi ấy còn là đất trống, cỏ mọc hoang dại. Nhiều gia đình Công giáo cũng đến đây cất nhà, lập nghiệp, được gọi là trại Hà Nội. Cuối năm 1956, giáo dân cùng với cha Nhạc và cha Cung đang hưu dưỡng đã dựng nhà thờ và nhà xứ đầu tiên với cột gỗ, vách ván, mái tôn là những vật liệu được chuyển từ trại Phú Hòa Liều về. Ngày 1 tháng 1 năm 1957, giáo xứ chính thức được thành lập. Cha Gioan Bautista Trần Ngũ Nhạc là linh mục chánh xứ Tiên Khởi. Giáo xứ mang tên An Lạc là lấy hai từ đầu của cụm từ an cư lạc nghiệp, với mong ước cuộc sống ổn định và an cư lạc nghiệp. Số giáo dân ban đầu trên 1.000 người. Năm 1961, cha Vũ Hoàng Bác được bổ nhiệm về làm phụ tá. Năm 1962, cha Nhạc xây dựng cơ sở, đồng thời sáng lập tu hội chiến sĩ Maria Nam Nữ, ngày nay là tu hội chiến sĩ Du Xe và tu hội đô tỳ Thiên Chúa. Dưới sự dẫn dắt của cha Nhạc, giáo xứ từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Giáo dân ngày càng một đông, ngôi nhà thờ trở nên nhỏ hẹp. Năm 1959, để đáp ứng nhu cầu mục vụ, cha Nhạc cùng với các ban quyết định sửa chữa, cơi nới nhà thờ rộng hơn, cao hơn bằng vật liệu nhẹ, dựng cột gỗ, xây tường gạch, lập mái tôn, tháp chuông đặt ở cuối nhà thờ và tượng đài Chúa Giêsu cao 3 mét đặt giữa tiền đình. Lúc này số giáo dân đã trên 4.000 người. Năm 1963, cha Nguyễn Văn Khấn về làm phụ tá. Đến năm 1966, cùng với cha chánh xứ xây dựng trường tư thục An Lạc trong khuôn viên đất giáo xứ để giáo dục đào tạo từ mẫu giáo đến đệ nhị cấp, nay là trường trung học cơ sở An Lạc. Năm 1968,
cha An Tôn Hoàng Minh Thư về làm phụ tá. Đến năm 1972, phụ trách hướng sứ đoàn thiếu nhi thánh thể. Số giáo dân tăng nhanh, nhu cầu hoạt động phục vụ lớn dần. Việc tái thiết nở rộng thánh đường được đặt ra. Năm 1970, nhân lễ Chúa Kitô vua bổn mạng giáo xứ. Cha xứ Nhạc họp hội đồng giáo xứ để chuẩn bị kế hoạch xây dựng nhà thờ mới theo bản đồ án thiết kế. Năm 1972, được sự bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Phaolô Hoàng Văn Bình, cha An Tôn Mai Đức Huy về làm linh mục phụ tá giáo xứ An Lạc. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đặt viên đá đầu tiên, chính thức khởi công xây dựng thánh đường mới. Sau gần một năm thi công, bất kể nắng mưa, ngôi thánh đường mới cũng là ngôi thánh đường hiện nay đã hoàn tất với diện tích là 8.000 m², vững chắc kiên cố, cột đá, mái trần bằng bê tông cốt thép, tháp chuông cao 40 m. Ngày 8 tháng 4 năm 1973, giáo xứ đã đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình về chủ tế thánh lễ tạ ơn và khánh thành ngôi nhà thờ này. Cảm ơn các bạn đã xem xong video clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.